Trong bốn nhóm chi phí thuộc chương trình NQC, SCP là một hiện tại đang chọn cái nhóm chi phí quản lý dự án để triển khai thí điểm. Nguyên nhân là SCP là một đơn vị thi công trực tiếp, cái việc quản lý chi phí dự án hiệu quả nó sẽ làm gia tăng cái mức độ cạnh tranh của SCP là một trên thị trường. Trong quá trình mà triển khai MQC cho nhóm quản trị dự án thì SCP L1 đã huy động hầu hết tất cả các phòng ban tham gia, như là phòng hành chính nhân sự, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch và phòng quản lý thi công. Hai bộ phận là phòng kế hoạch và phòng quản lý thi công là đóng vai trò quyết định đến sự thành công của cái chương trình MQC cho cái nhóm quản trị dự án. Về phòng kế hoạch sẽ có nhiệm vụ là tìm các nhà cung cấp và các thầu phụ có năng lực và giá cả cạnh tranh, trong khi phòng quản lý thi công mà đại diện là ban điều hành ở dưới công trường sẽ có nhiệm vụ là triển khai dự án sao cho là hiệu quả nhất, vẫn đạt đủ tiêu chí về an toàn chất lượng. Khai chương trình NQC thì SCP là một đã có bốn cái hành động cụ thể. Cái thứ nhất đó là phổ biến đến từng thành viên của khối quản lý thi công và các khối quản lý thi công ở trên tất cả các dự án nắm được mục đích và ý nghĩa của chương trình NQC, nâng cao cái nhận thức của anh em trong việc là tiết kiệm và tránh lãng phí trong quá trình mà thi công. Cái thứ hai đó là liên tục đào tạo đội ngũ kỹ sư ban điều hành để anh em có thể là nâng cao chuyên môn và làm cho hiệu quả hơn, công việc được cải thiện. Ngoài ra thì anh em cũng kiêm nhiệm được nhiều các vị trí hơn đối với, để việc triển khai các dự án vừa và nhỏ được hiệu quả. Ví dụ như là một số các dự án mà nhỏ chỉ có một hoặc hai robot thì anh em có thể là kiêm nhiệm cả về QC và hiện trường, hoặc là chắc đạt và hiện trường, làm tối ưu hóa về cái chi phí về nhân sự cho dự án. Thứ ba đó là việc liên tục rà soát những cái nguyên nhân mà gây lãng phí trong quá trình mà thi công, ví dụ như là về hao hụt về vật tư sắt thép bê tông, hao hụt về vật liệu cọc, để có những cái mà hành động cụ thể nhằm tiết giảm những cái mà những cái chi phí lãng phí đấy kịp thời. Đồng thời là khi mà phát hiện ra thì cũng chia sẻ thông tin đến tất cả các dự án khác để anh em ban điều hành các dự án khác cũng rút kinh nghiệm. Cụ thể là dự án Sun Phú Quốc, đó là một dự án lớn đối mà SCP là một triển khai trong năm 2020 với tổng giá trị hai hợp đồng lên đến 60 tỷ. Thì việc ở dự án thì SCP là một triển khai công tác sản xuất và thi công cọc vuông 300x300. Trong quá trình sản xuất thì đội ngũ ban điều hành kiểm soát theo thời gian thực hàng ngày là chi phí về hao hụt thép và bê tông để nắm được là lũy kế hiện tại nó đang bao nhiêu, nhằm là ví dụ như là bê tông thì nếu mà vượt định mức cho phép đối với nhà cung cấp bê tông thì cảnh cáo luôn với đơn vị cung cấp bê tông và làm biên bản là xác nhận là trừ luôn khối lượng bê tông, tránh việc là sau này quyết toán thì cái khối lượng mà hao hụt nó lớn thì dễ xảy ra cái những tranh chấp không đáng có. Ví dụ như là ở dự án Sun Phú Quốc, chúng tôi sản xuất cọc vuông thì theo thiết kế là cọc sử dụng là những cái đai cọc là đai rời, thì anh em ban điều hành đã cùng với là khối sản xuất đã đề xuất với lại là PMU để chuyển đổi thành là đai xoắn. Lợi ích của việc mà chuyển đổi đai xoắn làm cho cái thời gian mà buộc đai giảm đi một nửa so với là cách buộc đai thông thường.
Với những kinh nghiệm mà thu được thì FCPL1 dự kiến sẽ triển khai những cái chương trình khác trong năm 2021 nhằm mục đích là tối ưu hóa tất cả các chi phí trong quá trình mà sản xuất kinh doanh, tăng tính cạnh tranh của FCPL1 trên thị trường.